Mình có thể chia sẻ họ tên của mình này, rồi trải nghiệm sau khi trải nghiệm xong rồi hiện tại mình cảm thấy như thế nào? Chào chị em, mình tên là Mai Hà, mình đang làm giáo viên mầm non, hiện tại đang mất dạy. Mai Hà. Mình 34 tuổi, là sống ở khu vực Hoài Đức. Hôm nay được em Giang, bạn học của em gái giới thiệu đến đây để quay với cả chị em và trải nghiệm sản phẩm. Mình thì cũng không đúng là chưa chăm sóc da đâu, không có khái niệm chăm sóc da là làm cái gì bước đầu tiên là như thế nào. Thì chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt, và sữa rửa mặt thì cũng không theo của một hãng nào thì ta cứ tìm mua. Nhất là vào siêu thị mua, thứ hai là kiểu giáo viên đắp mặt nạ là dùng tràn lan hết cái này để dùng cái khác, không cố định theo một hãng nào. Hôm nay được em Giang đến giới thiệu đến đây thì đầu tiên em là rửa mặt đi, chỉ vừa rửa mặt thôi, rửa tiếp rửa đi rồi bảo bôi thì biết là bôi cái gì đấy. Sau này bôi bảo chị bôi cái nhiều cái gì vào mặt thế này, bôi rồi cảm nhận. Nhảy nó dính rồi mặt bảo là không được cười là thấy họ cái kia bảo là cười không nói chuyện, sao bảo soi gương đi, sao bảo sau lại lúc đến đây thì chị xinh này bây giờ phải bảo chị bôi đây chị xấu thế. Chị cứ được giúp rồi là khi em về khi nào ở đây xong thì chị được xinh hơn lúc chị vừa đến. Thế bây giờ mình sau các bước em tư vấn là giác là mình lần đầu dùng mỹ phẩm dùng nhiều bước trên mặt như này mình thấy mấy đầu hơi sắc nát mặt cũng thường thường. Dạ, để sau, xem xong mùa. Bây giờ trong khoảng đến 15-20 phút sau là mình cảm thấy mặt đúng là mình cảm thấy ra nó dịu dịu xuống. Nó có đã được mà. Mặt da mềm mềm. Ôi mà nhanh quá không thì mình cảm nhận là như thế. Dạ. Rõ